Tiếp tục là một thông tin rất đáng chú ý dành cho những ai tham gia giao thông tại địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Khuya ngày 22 tháng 1 thì trạm thu phí Thủ Thiêm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo dỡ xong phần trang thiết bị sau 6 năm bị bỏ qua. Theo đó, một số thiết bị được tháo dỡ từ trạm thu phí này sẽ được đưa về Sở Giao thông Vận tải thành phố để phục vụ công tác chuyên môn. Tháo dỡ trạm thu phí này nhằm tạo không gian và giải quyết tình trạng ủng tắc từ đầu hầm hướng về quận 2. Công trình cách cửa hầm 340m, 12 cabin với 10 làn thu phí. Trạm thu phí Thủ Thiêm được xây dựng năm 2011, qua 6 năm vẫn chưa hoạt động. Tháng 9 năm 2012, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã thu phí thử nghiệm bằng hình thức quẹt thẻ. Tuy nhiên, sau một tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo dừng thu phí Trạm thu phí hầm vượt sông Sài Gòn là một trong 4 trạm bỏ quan và hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh còn 5 trạm thu phí đang hoạt động.